giải mã người phụ nữ khóc ra kim cương. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tô Mộc Khám Phá. Các bạn thân mến, tưởng chừng như trong chuyện cổ tích mới có những người khóc ra vàng, khóc ra ngọc. Thế nhưng ở cuộc sống hiện đại này lại có những trường hợp tương tự như vậy. Đó là một người phụ nữ ở Anh có thể khóc ra kim cương, một em bé ở Ấn Độ có thể tạo ra những viên pha lê từ chính những giọt nước mắt của mình. Liệu cuộc sống của họ có đẹp như trong chuyện cổ tích hay không, hay vô cùng khó khăn? Và nguyên nhân gì khiến cho họ lại có thể có những khả năng như vậy? Ngày hôm nay, các bạn hãy cùng với Tô Mộc Khám Phá chúng mình đi tìm hiểu nhé! Kỳ lạ những con người từ trên trời rơi xuống. Chị Jodie Smith có thể được xem là một nhân vật cổ tích có thật. Nhiều người nghĩ rằng người phụ nữ này may mắn, nhưng vận may thật sự không hề dễ chịu một chút nào. Bởi mỗi khi khóc, nước mắt của Jodie thường kèm theo những hạt tinh thể nhỏ xíu, lấp lánh như kim cương, sắc như dao cạo, khiến cho Jodie rất đau đớn. Hiện tại, chị Jodie đã có một con gái tên là Chloe với người chồng vốn là kỹ sư có tên Chris. Mỗi khi chị Jodie chuẩn bị khóc thì cô con gái lại đứng cạnh chị để hứng kim cương. Theo các bác sĩ điều trị cho Jodie Smith, đây là một căn bệnh di truyền hiếm gặp có tên cystine, hiện tượng những tinh thể rắn trôi ra theo nước mắt bởi quá trình lắng đọng axit tạo ra. Axit cystine là một loại axit amin được đào thải nhiều, thường ít tan nên rất dễ bị kết tinh. Đây cũng là nguyên nhân gây ra bệnh sỏi ở đường tiết niệu. Tuy nhiên, với Jodie, loại axit này lại tạo ra những hạt tinh thể nhỏ xíu tập trung ở phổi và ngực của chị. Mỗi lần khóc, những hạt tinh thể đó có thể theo nước mắt trôi ra. Dưới ánh nắng, chúng lấp lánh như những viên kim cương. Nói về bệnh tình của mình, Jodie Smith tâm sự. Các bác sĩ và chồng tôi nói rằng nước mắt của tôi trông như những viên kim cương tuyệt đẹp, đặc biệt là khi ánh nắng mặt trời chiếu vào. Nhưng đối với tôi, điều đó thật phiền toái và đau đớn. Các bác sĩ cho hay hiện vẫn chưa có loại thuốc nào chữa trị khỏi bệnh này. Jodie từng phẫu thuật một lần nhưng không đem lại kết quả gì đáng kể. Trước đây, khi lần đầu tiên các bác sĩ chuẩn đoán bệnh cho Jodie Smith, họ cho rằng chị sẽ không sống được qua tuổi thiếu niên. Jodie đã từng trải qua 2 ca ghép thận là vào hồi 9 và 26 tuổi. Hiện nay, Jodie đang dùng nước nhỏ mắt, nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời và hiệu quả cũng không cao. Giống như trường hợp của chị Jodie, cô bé Kura Nidya, 8 tuổi, ở Ấn Độ cũng khiến các bác sĩ vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra những giọt nước mắt của em giống như những viên pha lê nhỏ lấp lánh. Theo người dân sinh sống tại địa phương, trong thời gian dài, mắt phải của bé Kura đã khóc ra những viên pha lê trắng trong, nhưng các bác sĩ vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Đến nay, trung bình mỗi ngày, cô bé này khóc từ 15 đến 20 viên pha lê to nhỏ đủ kích cỡ. Kura cho biết, em không cảm thấy đau đớn gì, nhưng mắt phải của em thường sưng lên khi những viên đá rơi ra. Ông nội của cô bé đã phát hiện ra hiện tượng lạ lùng này cho biết. Ban đầu thì chúng tôi nghĩ đó là do thần thánh nên đã cầu Chúa cho điều đó không xảy ra nữa. Nhưng đến nay, mọi việc vẫn chưa chấm dứt, chúng tôi không biết phải làm sao. Trong khi đó, bố mẹ của Kura đã tìm gặp rất nhiều chuyên gia khác nhau, nhưng tất cả họ đều chưa có câu trả lời cho hiện tượng hiếm gặp này. Theo một tiến sĩ nhãn khoa thuộc Trường Đại học Y khoa nhận định, Kura hoàn toàn khỏe mạnh và ông đã không tìm ra lý do khiến cho cô bé khóc ra pha lê thay vì nước mắt như những đứa trẻ bình thường khác. Hiện tại thì những viên pha lê đó đã được đem đi nghiên cứu và phân tích, nhưng câu trả lời thì chưa thấy đâu. Vào một thời gian trước đó thì cô bé Fatima Jaffa hơn 10 tuổi, sống tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng mắc phải căn bệnh kỳ lạ tương tự. Đó là mỗi khi ấn tay vào mí mắt dưới, những giọt nước chảy ra sẽ đông cứng lại thành những hạt đá nhỏ. Thay vì tiết nước mắt khi khóc, cô bé Fatima lại tiết ra những viên đá nhỏ, cứng, trông như những mảnh pha lê. Fatima không được đi học vì tình hình tài chính của gia đình khó khăn, bố thì thất nghiệp. Theo người thân trong gia đình cô bé, thời gian trước khi Fatima có khả năng khóc ra thủy tinh thì cô bé luôn thấy mắt rất khó chịu và thường xuyên rửa mặt. Trong khi cố gắng làm sạch mắt cho con, anh Mohammad Jaffa, cha của Fatima, đã rất bất ngờ khi phát hiện ra có cái gì đó như mảnh thủy tinh nhỏ rơi ra từ mắt con mình. Mỗi lần như thế, anh đỡ được từ 20 đến 25 hạt. Cứng, trong suốt, không tan chảy, không sắc lẹm, không mùi, có vị hơi mặn mặn. Đó là những đặc tính nổi bật của những hạt thủy tinh pha lê kỳ quái này. Anh Mohama cho biết, anh đã từng đưa con đến bệnh viện để kiểm tra mắt. Tuy nhiên, anh đành đưa con về vì không có đủ tiền để trả cho một lần khám của chuyên gia. Các bác sĩ nói, trường hợp của con tôi rất hiếm và hẹn tôi quay lại vào 2 ngày hôm sau.
Nhưng bởi vì tôi không có đủ tiền, lại không có bảo hiểm y tế nên họ không cho con gái tôi gặp bác sĩ. Khi biết đến trường hợp đặc biệt của Fatima, nhiều bác sĩ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đề nghị giúp đỡ, tìm hiểu việc hình thành các tinh thể trong ống dẫn nước mắt của cô bé Fatima. Dường như cô bé bị một khuyết tật về mắt. Họ tuyên bố sẽ tiến hành những điều tra cần thiết và sẽ theo đuổi đến cùng trường hợp này cho đến khi tìm được nguyên nhân gây ra bệnh là gì. Một trường hợp khác cũng kỳ lạ không kém, chị Laura Ponce, giáo viên trường mầm non ở Brazil, cũng cho biết 20 năm qua, không hiểu vì sao mỗi lần khóc, mắt cô không chảy ra nước mắt mà thay vào đó là những giọt nước cứng như pha lê. Cô thường xuyên cảm thấy khó chịu và tồi tệ mỗi khi những mảnh trắng lại đùn lên trong mắt. Laura nói, mắt tôi bắt đầu sưng lên và tôi phải mở thật to để lấy nó ra. Nó thường trở nên cứng mỗi khi khô lại, khiến tôi thấy rất đau. Laura bắt đầu phải sống với căn bệnh kỳ lạ này từ năm 15 tuổi. Cả cô và mẹ cô là bà Marisa đã rất sợ hãi khi thường xuyên phải gắp những mảnh màu trắng, cứng ra khỏi hốc mắt sưng vù của cô. Chứng bệnh kỳ lạ khiến cho Laura hàng ngày phải gắp các mảnh trắng ra khỏi mắt tới 30 lần. Cô thường xuyên phải nghỉ ở nhà và trễ giờ làm việc. Cách đây 14 năm thì cũng từng có một trường hợp bé gái 12 tuổi, người Lebanon tên là Hanna, cũng khiến cho cả thế giới sửng sốt khi có thể khóc ra những tinh thể pha lê sắc lẹm. Mỗi ngày cô đều khóc ra 7 viên pha lê, đặc biệt hơn là những viên pha lê có thể tích lớn và sắc đến nỗi có thể là xước kính nhưng không hề làm đau hay làm giác mạc của Hanna bị thương. Cha cô đã dẫn Hanna đến gặp hai vị bác sĩ nhãn khoa nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Đi tìm câu trả lời thích đáng. Theo nhiều chuyên gia nhận định, căn bệnh mà chị Jody hay là em Kura và Fatima đang mắc phải là một dạng bệnh khá hiếm có mối liên quan chặt chẽ đến bệnh sạn đường tiểu. Nhưng thay vì đào thải ra bằng nước tiểu thì những viên đá lại theo tuyến lệ tuôn ra ngoài. Về cơ bản thì những viên đá đó đều được tạo ra do sự lắng đọng của những chất có sẵn trong nước mắt. Nếu như cơ thể thiếu nước do thói quen ít uống nước chẳng hạn, nước mắt sẽ trở nên đậm đặc, có chất có sẵn trong đường tiểu dễ kết tụ lại rồi lắng đọng thành sạn. Hoặc là khi dù không thiếu nước nhưng lượng chất tạo ra sạn vì một lẽ nào đó lên cao thì sạn cũng dễ thành lập. Mặc dù chỉ là giả thuyết nhưng nhiều bác sĩ cho rằng yếu tố di truyền có thể là một trong những nguyên nhân khiến cho một vài người có khả năng khóc ra đá. Ngoài ra, chế độ thực phẩm cũng được xem là nguyên nhân bổ sung cho căn bệnh lạ này. Thường thì khi ăn quá nhiều thực phẩm chứa chất đạm, protein, ví dụ như là thịt, cá và muối, hoặc các thực phẩm chứa chất calcium, oxalate sẽ dễ bị sạn calcium. Người dùng quá nhiều các chất antacid, sữa, sinh tố C hoặc sinh tố D cũng vậy. Người dùng quá nhiều thịt, cá và thức ăn, thức uống chứa chất purin cũng dễ bị sạn axit uric. Cho dù là yếu tố giả định của bác sĩ, nhưng một vài phương pháp điều trị cũng đang được triển khai nghiên cứu. Điều đầu tiên là phải giúp cho người mắc bệnh bớt đau đớn bằng cách dùng thuốc giảm đau hoặc các thuốc chống viêm, nhưng phải có sự chỉ định của các bác sĩ. Hiện tại thì các trường hợp mắc bệnh phải khóc ra đá vẫn chưa được điều trị khỏi hẳn, nên cách điều trị về lâu dài đang được các nhà khoa học quan tâm rất nhiều. Chính vì là căn bệnh lạ nên cách điều trị khá phức tạp và cần sự kiên nhẫn. Việc uống nhiều nước để cơ thể khỏi thiếu nước và trà thuốc nhỏ mắt đặc trị liên tục cũng giúp cho quá trình tạo ra đá trong nước mắt giảm đi khá nhiều. Một lời khuyên mà các bác sĩ đưa ra là nếu bệnh nhân chịu khó uống nhiều nước sẽ không chỉ giúp cơ thể lọc chất cặn bã mà còn khiến cho việc kết tủa của các tinh thể trong mắt bị hạn chế đi. Theo như thống kê thì trên toàn thế giới hiện nay mới chỉ ghi nhận được khoảng trên 10 trường hợp như chị Jody, em Kura và Fatima. Vậy nên căn bệnh này vẫn được coi là một bệnh mới. Việc nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân thực sự của căn bệnh để có hướng điều trị đúng vẫn là thách thức với các chuyên gia y tế hàng đầu. Theo các nhà nhãn khoa thì phòng vẫn hơn là chữa. Mọi người nên tự biết cách gìn giữ cho đôi mắt, có chế độ sinh hoạt điều độ, đặc biệt là luôn bổ sung lượng nước kịp thời cho cơ thể. Đến đây thì video cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đón xem. Đừng quên like, share video, subscribe kênh Top 1 Khám Phá và ấn nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!